Thành khỏe mạnh và trở thành công dân tốt của
xã hội, nước ta em kính dân chúng. Xin lễ quốc tế bắt đầu. Trung văn kỷ niệm ngày Thái Tổ Nhân Minh Cao Hoàng Đế Mạc Đăng Dung Băng Hà ngày 22 tháng 8 năm Tân Sửu 1541. Hội đồng Mạc Tập Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Duy Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Hôm nay ngày 22 tháng 8 năm Nhâm Thìn, tại trường Nghề Ngọc Phước 159 trên 13 đường Lê Thị Riêng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, kim thần tín chú hậu vệ mạng đọc đang cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, hiệp vào quy thành kính dân hương tín lễ hoa nghi hương đăng đắng Phật tạm bàn cáo yết kính mời Thái Tổ Nhân Minh Cao Hoàng Đế Mạc Đăng Dung sinh ngày 23 tháng 11 năm Quý Mão 1483, niên hiệu Hồng Đức thứ 14, Băng Hà ngày 22 tháng 8 năm Tân Sửu 1541, cùng với Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn. Xin cáo biết kính mời anh Linh Thủy Tổ Hồng Phúc Đại Vương Tiến sĩ Mạc Hiển Tích, kính mời Viễn Tổ Kiến Thủy Khâm Minh Văn Hoàng Đế Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi. Cáo biết kính mời anh Linh Các Vua và Hoàng Hậu Mạc cùng tóc đáo của linh sàng hiến này hướng hậu dạy Mạc Tập cầu chúc Thái Tổ Thủy Tổ Viễn Tổ Hoàng Đế Mạc Triều liệt vị âm linh phúc ấm đê huệ yêu tiêu thiên thánh, cầu xin Thái Tổ phù hộ độ trì con là cháu Mạc Tập học giỏi tài cao sức mạnh nhà trí về thấy nhà buồn nhà an là sáng danh hiển đàn. Con là cháu nội ngoại cư tại miền Nam, xin nguyện chúc anh linh Thái Tổ gia gia quyến đảng đồng tu tâm tích đức, học tập mà làm theo đạo đức Bác Hồ, giữ lễ gia phong sống theo phép và nước. Thái Tổ giữ nghiêm thiên nhiên hành, con là cháu xây đền vạn đại linh văn dương quốc đảng luôn là bền chí hiện tại đất nước nguyện hiến dân mộc hoa tùng căn đó thủy tự nguyên lưu hội nhập và tri ân rạng danh Mạc Tập. Hội đồng Mạc Tập Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đồng kính ấy.
giáo sư tiến sĩ Ngọc Đường, chủ tịch hội đồng mật tộc thành phố Hồ Chí Minh, xin thay mặt tất cả bà con mật tộc tỏ lời cảm ơn bà Võ Thị Tâm, Võ Ân Phước, gia đình bác Thư đã có cái sáng kiến từ tâm nguyện của mình tổ chức nên cái giỗ hôm nay và đã tổ chức nên cái giỗ cúng thờ mặt thái tổ cách đây không lâu. Đây là một cái điều mà bà con mong muốn chưa làm được, nhưng cái duyên may thiên liên mặt thái tổ đã nhắc nhận và có thể tâm làm nên cái chỗ. Nếu mà bà con có thể về đây thắp hương tự nhớ lên mặt thái tổ, tôi xin thay mặt
chấp nhận thôi ta mời sự kiện.